Rồi, gia đình em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào cả nhà. Ơi cả nhà, bữa nay buổi sáng thấy Thím Tám thay đổi khẩu vị cho gia đình em mà cả nhà ơi. Sáng Thím Tám đi chợ mua được mớ xương. Dạ. Yeah. Mua để chi nuôi. Một chút mình nấu nuôi ăn. Nấu nuôi ăn ha. Xương. Xương chi bắp nuôi. Rồi, nói gì? Kêu gì kêu. Dạ mời cả nhà vào bếp mình luôn nha. Trụng xương trước. À, bán nước trụng xương trước ha. Dạ. Rồi bữa nay trụng xương là mấy cây củi đây? Chắc là đóng củi luôn. À, cả nhà ơi thì bữa nay là qua 10 giờ nở nè, cũng theo lời yêu cầu của rất nhiều thính giả là yêu cầu Thím Tám hát bài qua 10 giờ. Bữa nay treo 2 chậu bông này làm chân nha. 2 chậu bông luôn qua 10 giờ. Chút nữa bưng ra. Thím Tám ca tặng cả nhà bản bông qua 10 giờ. Vừa nấu nước rồi vừa ca luôn. À, cái này là dạng như mình kiểu như mình gì? Sân khấu ấy mà. Sân khấu rồi đứng ca luôn. Dạ đó rồi. Mời cả nhà dùng cùng nghe. Hôm chia tay ngày Chúa nhật, anh bảo rằng từng xa anh tới hai một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi em từng sao đi qua mười giờ nữa, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút, bao đêm dài không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề vừa yêu nhau. Anh hãy nói lời yêu, yêu một lòng chung thủy, giờ đành đã đổi thay. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao em muốn thương quá. Anh thuộc anh lên cao phụ em. Anh lên cao phụ em đi. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Em hay nói đã yêu, muôn lập muôn một lòng chung thủy, dù đời vẫn đổi thay. Nhưng sau nay quá 10 giờ, anh cũng không thuộc luôn. Em thương khoảng con gái, nhưng qua 10 giờ chi, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Dạ em xin hết. Cả nhà ơi, em khi không có thuộc gì mấy, cả nhà thông cảm cho em nha cả nhà. Thím Tám nghe. Thuộc lời. Thím Tám nghe chú Tám nói gì không? Anh nói gì anh? Qua 10 giờ nở chứ không có chín, chín là sao nở được. Thôi thông cảm cho em anh ơi. Con gái qua 10 giờ nở gì đẹp giây phút ban đầu. Qua đẹp quá cả nhà. Đây, mang em thương bằng con gái, nhưng qua 10 giờ nơ à, với mình á đỡ xíu. Có tinh thần hả? Có tinh thần hăng hái lên. Chồng không có lên với vợ gì hết trơn á. Tốt quá hả? Khó hơi dung. Ca mà dung dung. Dung. Nói à, ca sợ không biết thuộc không? Sợ cả nhà cười mình, ca đại luôn. Mình đâu có bán vé đâu. Tám ca đại. Ca đại gì đâu quá hay rồi. Ở ca thiệt hay dữ nữa. Ca thiệt hay dữ nữa cả nhà ơi. Ca tắt lửa luôn. Ca tới tắt lửa luôn á. Nhúm nãy trái về tắt lửa luôn. Này có ổng lên đây á, mình đỡ dung dung chút xíu. Để dung dung. Đỡ dung dung. Hai con ca có ai có con chồng đỡ ngồi cái bên đỡ rồi đỡ dung. Có gì chồng vớt của mình cũng đỡ. Ừ. Đừng ngủ vô đi.
nước sôi cho xương vô. Giờ mình chụm xương xong rồi mình cho vô dở luôn. Vậy nè, lát mình nấu ít bột lắm. Dạ. Đây sẵn biết mình trộn làm trộn luôn luôn. Bữa nay cái mình ăn củ dền, cái lăn tay, cà rốt, nấu nước súp. Ăn cho nó sáng mắt nó bổ. Qua vậy mình nước cứ chảy xuống không thấy chảy lên nữa. Ngồi ăn. Ứ nữa rồi. Nóng nữa rồi con ơi. Nóng nữa rồi. Bữa mình mới chúc mừng xã cống hôm nay ứ nữa rồi. Nóng nữa rồi. Chắc về cơn mưa nữa chắc mới xả. Lâu lâu xả ăn cái cho ta xả lúa tắm. Tám hôm tắm thấy xả trời tắm mừng quá trời mừng luôn. Đóng lại luôn. Chút xíu đóng lại. Mình ăn súp này có ngò dí nhiều hơn. Dạ. Để khoảng đầu tháng này mình đi ghe ha. Rồi đúng rồi. Nhớ ghe nhớ bồng quá. Nhớ quá trời nhớ rồi. Đi cạnh sông nước cho cả nhà xem. Buồn quá. Tại vì giờ mình đi ghe lên ghe cũng đâu có làm gì đâu. Tại vì nước chưa có xả cống á. Đúng rồi. Đã có một nước cạn xuống, còn nhảy xuống mò hến, mò trắng trang này kia nọ được. Về. Cái hến về để mình xào chút gì ăn cũng ngon lắm. Hến về xào tỏi ăn ngon lắm. Đó là ở đây là con đi cào hến với mẹ con đó. Là về là cá thao vậy, hai mẹ con bưng bưng về luôn. Trời ơi, đã ha. Đi mò ở bên đây nè. Đi cào lấy gỗ xúc cào á. Cào hết xong rồi cái bắt đầu về xúc ra để dành ăn hàng ngày luôn. Ngon dữ rồi. Cành hến được á. Còn cái nước hến á, mình luộc lên bắt đầu cái mình dớ lấy lựa cái nước đó đó. Nấu canh hẹ nè, nấu canh này kia nọ ăn ngon lắm. Mẹ con hay quá ha, có bán không? Có đi dạ, bán không? Không, ngày xưa là dặn như kiếm ăn thôi chứ đâu có bán được. Lúc đó cha con còn đi làm ở trên công trình, chắc thím tám chắc còn đi theo cha con làm tránh mà. Có, thím tám đi theo cha con nấu cơm. Đó, thì cái đợt đó là dưới đây là kiếm ăn vậy không? Có, thím tám đi theo cha con lên trển nấu cơm. Thứ tám cũng đi làm luôn. Sáng 7 giờ sáng là bắt đầu đi hết trơn, có mình tám ở nhà. Sáng hai vợ chồng sáng đi chợ sớm lắm, chú tám chở thím tám ra chợ. Đi mua đồ về nấu, giờ ở đây bắt đầu là mấy chú đi làm. Chứ sao mình làm mình bao tao ba tử luôn con ơi. Yeah. Sáng á 4 giờ sáng là 8 giờ tám nấu cơm rồi. Tám mà nấu cơm với kho cá hay kho thịt gì đó về cho mấy chú đó ngủ dậy cái ăn cơm. Ăn xong rồi mấy con bắt đầu đi làm. Tại vì khúc trên đó trong cái hẻm sâu lắm, không có ai bán gì ăn sáng chứ. 4 giờ giờ dậy nấu nồi cơm. Bắt hai nồi cơm điện. Đó. Để đầu kho cá nấu canh cho mấy chú về xong đi làm. Vậy mấy chú đây đi đây tám nhà tám nấu tiếp. Nấu cơm trưa. Nấu cơm trưa. Rồi xong chiều có mấy chú đi nữa cái nấu cơm chiều. Vậy ngày ba cử. Tối cử nhậu rồi gì không tính à? Sáng mấy chú tối mấy chú nhậu chưa tính nữa. Phải nấu đồ mồi cho mấy chú nhậu. Cháu lòng. Mấy chú phải ăn cháu lòng đó. Tám mùa má heo rồi đó. Má heo, tim heo, phèo heo rồi đó. Vậy đó. Trời ơi, tám làm cho một son. Nhậu. Mình đi sớm á, lại chợ mua rẻ đó. Qua cụ giờ này qua chợ bụi. Anh đi sáng mắt luôn, khổ máu luôn. Quá trời, đi mệt chứ bà chú ơi. Đi
cho anh làm hoài luôn, không cho anh nghỉ miếng nào chứ. Làm không cho nghỉ hả? Không cho nghỉ, bây giờ mệt cỡ nào cũng cho nghỉ, chừng nào đến giờ ăn mới cho nghỉ thôi. Chưa làm đúng 8 tiếng không cho nghỉ. Trời ơi, xe hôm nay đâu quá dữ vậy hả? Quá dữ luôn. Chạy luôn hả? Xe gì mà chạy đi chơi vậy trời? Ủa bên đây nguyên đoàn xe luôn. Qua Sóc Trăng nè. Xe mấy cài con ơi? Hả? Xe du lịch 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ. Xe mấy cài mà chạy nghe tiếng như vậy đó hả? Xe mấy cài nó chạy ra cách cái này, nó chạy ru. Xe mấy chạy ngang đây chắc nửa tiếng hộ. Ừ. Vậy đó, qua cái giờ bức rồi. Mày chắc phải học một khóa lái máy cài mới được. Chợ 8 là 8 đi chơi. Lái chợ 8 là chiều chơi luôn. Đi nó khác lạ hơn cái xe 4 chỗ. Đi nó khác lạ hơn nhiều. Là dòm nhiều hơn cái xe ấy. Đúng rồi. Giờ xưa rồi. Giờ xe du lịch 4 chỗ là hồi xưa rồi. Máy cài ba gác rồi đó. Trời ơi, chạy người ta dòm nhiều lắm. Ô, nước sôi quá. Quá. Không biết dầu lắm ơi. Rồi, đi tắm cho vô trước đi, tắm cho dầu như sao. Đây mình ngâm nãy giờ cả nhà. Ngâm sơ sơ chứ. Giờ mình luộc. Mình cho miếng dầu ha. Dạ. Dầu vô cái mình luộc nó không có dính. Để được có dính. Nuôi cũng chín rồi nè cả nhà, luộc nãy giờ lâu rồi đó, nửa tiếng rồi, nó nở bự rồi đó con. Dạ. Nè đó. Này, củ hành. Cho xương vô. Xương mình chụm cũng lấy giá rồi. Tính đổ vô lần một mình khỏi văn. Yeah. Nước nó hơi sôi tim vậy, bỏ vô được rồi. Đúng rồi, sôi tim vô được. Hôm nay được cái điểm này, ra đây ngồi làm tốt, mát quá ha. Mát mẻ luôn á. Hôm nay mình có giờ. Anh hết. Kiểu nữa ha. Sắc kiểu. Cái này sắc đỡ không con? Dạ. Nó đẹp. Lăn tay. Đang che đây nè, mau chín lắm, sách như vậy. Nghe dung tay. Dung. Mình ăn rau củ nhiều ngon. Dạ. Yeah. Đây, củ giờ. Có màu tím nha. Tím. Màu đỏ. Ăn cho mình bổ máu. Lúc này mình thiếu máu quá. Lúc này thiếu máu quá hả? Ăn cho bổ máu ha. Thiếu máu rồi. Ăn cho bổ máu. Ngon xoài ha. Xoài ha. Giờ mình cho củ dền với cà rốt vô trước.
nghe nước màu tím rồi đó. Nhà có tím rồi nha. Mình hớt bọt thường xuyên như nước cũng trong. Cái này nó xúc có tím tím rồi ha. Ôi ôi quá à Tám ơi. Trời ơi, chuẩn bị mưa tới rồi. Đen thui lùi rồi. Một màu đen. Tám ơi. À, cái gì nè? Chơi đũa. Bữa nào bức nấu cho ăn nữa rồi. Trời. Quá rồi. Nhóc luôn nhiều hơn bữa nữa. Trời. Dạ, mình hái lại ra nữa đó. Quá lẹ, cả nhà bông đũa nhóc luôn nè. Đũa nhóc luôn nè. Này chuẩn bị nó có nồi canh chua nữa nè cả nhà. À, đây nè, quả lẽ nhóc luôn nè. Mình không hái là mình hái rồi nó ra nhóc luôn. Mình cho hai lần tay luôn. Bữa nay nồi súp giống hai lần tay của dền cà rốt. Ăn với nuôi. Lâu lâu mình đổi món. Lâu lâu đổi món cho cái màu đỏ đỏ hả con ha. Dạ. Yeah. Đẹp ghê. Giờ mình nêm cho xương với cà rốt rồi cho nó thấm nè. Hạt nêm, đường, bột ngọt, ít muối. Tại nãy tắm chụm xương tắm tô muối rồi. Nè anh mình nấu nuôi mình ăn á, có rau củ nhiều ăn cho đỡ ngán con ha. Dạ. Yeah. Ơi mưa rồi nha cả nhà ơi. Mưa rồi Tám ơi. Giờ múc gan thôi. Làm tay múc đầy đủ rồi đó. Đó. Ồ, củ dền. Chân hành. Rồi hấp dẫn quá cả nhà ơi. Bữa nay gia đình em ăn nuôi nha. Nuôi xí quách. Rồi cả nhà ơi, sau khi món nuôi xí quách thêm Tám cũng đã nấu chín hết rồi, xin mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình em nha. Rồi mình cũng xin mời cả nhà dùng bữa với gia đình luôn nha. Mình cũng mời cả nhà dùng nuôi xí quách với mình luôn nha. Rồi mời chú Thánh Tám ăn nuôi nha. Ừ, mời là rồi. Dạ, dạ, bây giờ muốn nuôi xí quách đúng đã chín, em mời cả nhà mà ăn cơm nha em. Mời đầu thì nuôi xí quách, rồi ăn cơm. Cơm nghĩa quen, lâu lâu rửa ruột cái lộn ha. Hộp dịch cùng lộn. Bữa nay rửa ruột ha. Ừ, cho rau ăn. Dạ. Rau anh Tám. Anh ăn rau không? Đây. Ăn chứ, để anh lấy. Hồi dí thơm. Em. Ơi. Con này nè, ngon quá, đổ ở trên nè. Con nào gần gần, mở mở ra. Đây. Xí quách. Rồi. Chà, mình nó mắm ớt vô cho nó đậm đà. Vô tắm sao đâu? Rớt hả? Rớt nằm lụm đấy. Phải, thích ăn giá sống không ngon. Giá gì hả sống hả ngon? Giá này, ai mình bị viêm họng rồi, nấu nước uống, không hái luôn. Ăn sống thì tốt hơn. Nóng cổ rồi, rất gắt á. Ăn giá sống. Nó bị khang tiếng á. Khang tiếng ăn giá sống nó tốt.
Vị trang tiếng là mình húp nước mắm nhiều vô, uống nước vô nhiều đó. Ăn ớt nhiều vô. Nó mát không có thể. Đã bể của hồng luôn. Nói lên lời luôn á. Ừ. Đói bụng. Tập trung ăn. Tập trung ăn. Đồ ngon là vậy. Đồ nào mà không ngon miệng tí lia là cả nhà mốt, cả nhà biết rồi đây. Con nuôi á, mình cho vô vậy là nấu vàng luôn rồi con. Dạ. Thì nó đỏ luôn. Không khỏi càng bỏ màu. Nuôi trắng là nuôi vàng. Ủa dần hả? Dạ. Dạ. Ăn rau nhiều hả? Củ cải. Chàng là con trong đây nè con. Dạ. Tám ăn tám. Ừ. Đây người ta gọi là công viên của Pháp Việt Dương ở đây nè. Gọi là thương. Công viên. Cái này người ta kêu chú Tám sang mà, chú Tám không sang. Dạ, đất của con mà. Sang bị tập, sang bị bắt. Đất của con mà đâu sang bậy được. Đất của hội đồng nó vẫn hoài. Chỗ này ngồi vừa ăn được nè, uống phê được nè, nhậu được nè. Mẹ sẽ chạy qua trở lại đầu chơi. Dạ. Thôi chạy đồng đó. Mình chung mé rồi. Chạy trên cầu. Chạy trên cầu. Chạy trên cầu. Chúng mà trên đồng. Chúng mà đồng rồi. Tắm, tắm thiệt tình mà. Ừ. Không. Có nhà có chòi để dành. Ra xuống vào cầu ăn chơi. Để ăn mát nữa. Ăn ở nhà hoài cũng mòn, mòn, mòn. Cũng mòn đúng nhà. Rồi. Giờ đây nè, mát. Không giờ đây mát thiệt á. Hỏi đêm căng là biết rồi. Ừ. Thì mình nấu ăn, mình nấu ở nhà. Ừ. Mình xong ở đầu á, mình đem ngay mà vừa mình ngồi ăn. Liễn như giường nè. Xong nước của tình. À, quá trời không? Nhiều đám tiệc chứ. Nhà em có đám tiệc, em nấu trong nhà đúng không? Dạ. Xong rồi em cũng ra ngoài trước. Có em có mất tiền thì em có làm đãi trước chứ đâu giờ ăn trong nhà. Có ăn trong nhà là trường hợp hai vợ chồng rồi tối là mình đói bụng với hai vợ chồng nấu mì ăn thêm rồi tâm sự nha con chị. Ăn mì cũng tâm sự. Tâm sự kể sự tích cộng mì. Tâm sự cái chuyện ngày tháng vừa qua hai vợ chồng chửi lộn bao nhiêu ngày cũng đập mấy lần sao nói chuyện xui xẻo quá. Con ăn đi con. Ăn đi thịt nè Tám. Quá trời ơi sao Tám nhóc vậy. Con kiếm xí quách con cạp nè. Em không thích nói vậy. Ồ cái này Tám được rồi Tám. Con ăn rồi cái mà mới cho Tám nói nha. Đừng đưa nè. Đó. Tám phải xí quách. Quá. Ăn một nhóc rồi. Vừa mút nữa. Ăn đi để ngồi nhắn ngủi mà. Còn ăn được giờ nào là mạnh khỏe giờ đó là mừng rồi. Là mai sau không được, không được ngồi về ăn vợ đúc. Mấy cô mấy chú kêu Phương á, đời còn ngắn ngủi lắm, kêu cô lấy vợ sớm. Dạ, phải lấy còn lấy được lấy lâu à. Chưa có vợ. Còn trai nhem nhẽo luôn. Mình nào chưa có sự nghiệp. Đúng rồi. Chưa có tương lai, không dám lấy vợ, lấy vợ về sợ khổ con người ta. Đúng. Phải không? Là biết mà. Nào làm kiếm được hũ gạo chắc cú. Ừ. Vợ. Ừ. Có tiền là vàng mới được. Chứ đợi người có vợ rồi.
tháng đi mua 1 ký, chiều không có tiền mua, cái rồi vợ đó cũng có chửi, chỉ lòng quá. Gia đình hạnh phúc. Đúng rồi. Đó, nhỏ là nhìn xa cho hiểu rộng, ở cạnh nó nhiều lắm. Anh chảy rồi hết nè. Ừ, đây anh còn quá tí nè. Từ từ, anh ăn nút, em ăn cái củ dền nó đó. Củ máu rồi. Em bị thiếu máu não rồi, có đoạn tiền đình em ăn củ dền nhiều. Bộ máu á. Thiếu máu não ăn củ dền nhiều. Anh bị gì vậy? Anh ăn mặn quá tí rồi, bây giờ không có thiếu gì cho chủ chắc rồi. Chắc mặn lăn lướt mấy cái chắc kia. Quá. Còn chị ơi có lòng tiền xài đâu mà ra không. Còn nghĩ nuôi đây là con Phương. Dạ, nhóc lên rồi đó. Giờ tay. Đúng giờ ăn xí quách phải giờ tay mới được. Xẹo em. Hàm hình treo luôn á. Nè, mình phải da tay nè. Nhìn miếng sụm nữa. Món đây nè, mình trang lên. Hình treo luôn. Nằm xương mềm dễ ăn. Quá trời ơi, nghe sụm luôn. Có nấu cái củi nghe sụm mới mềm dữ. Quá trời, cái đục bình nó bị hẹp này. Nó bị hẹp chỗ này nó di chuyển cái đục bình không được hết. Bị đóng lại hả con ơi? Đóng, cái sự cố gì không biết nữa, đóng lại mới ngưng lại nè. Chứ không xả một bữa trời lắm thấy chạy. Mấy đục bình ở trên nhà con nó chạy xuống quá lại. Chạy, chạy trôi trời luôn, quá trời chạy luôn. Quá trời. Tám bỏ máu lắm ơi. Tám giờ này thấy ốm hơn 98 nhiều. 98 ốm á. Còn 98 thì mờ mát. Đó, ăn này dự sáng sáng mát quá. 98 tự nhiên nó mắc hơn mờ. 98. Vậy hồi thanh niên đó giờ. Trung bình năm 57 trở lại là còn rồi còn là 55 thường. Thôi bữa nay anh thấy có 51 rồi.